Chào các anh em, mình có mớ heavy cut. Đây là toàn đầu vào nhé. Anh em nào lấy thì là nhanh tay đặt. Đây, cái này là 40 phân. Đấy, 40 hơn nhích một tí. Còn cái này là đây. Cái này là 40 hơn phân nhích một tí này. Đấy. Cái này là khoảng độ 39 gần 40 này, gần 40 này. Xít soát 40 này, 39 hơn này. Đấy. Cái này là 30. Nếu không nhầm 30 để tôi đo lại này. Anh em nhé. Cái này 30 này. Cái này 25 này. 20 này. 20 này. 20, 20, 20. Còn đây là những cái 10. Những cái 10 thì tôi cho các anh em free. Các anh em nào mà muốn lấy những cái 10 này về nghịch thì là cứ inbox với tôi cho nhé. Các anh em tự chịu phí ship. Đấy, cho tự chịu phí ship. Còn cái này, những cái này thì tôi sẽ bán. Đấy. Một cái này là 20 cm, này là 700.000. Đấy, tôi nói luôn. 20 cm 700.000. Đây. Đấy. Anh em nào lấy được thì lấy nhá, đem về làm SX mini. Đấy. Nghỉ luôn 700k. Đấy, cái này free. Đấy. Cái này dài hơn chút. Đấy. Cái này thôi để giá 800k. Đấy. Cái này 30 phân. 30 phân này. Đấy, 30 phân. 1,2. Đấy. Cái này gần 40 phân. 1,7 triệu. Cái này cũng 1 triệu vậy. Đây, tất cả giá này là chưa bọc nhé các anh em nhé. Đấy. Thì các anh em nào lấy cái nào thì inbox với mình nhanh thì còn. Mà inbox chậm thì là hết. Đấy. Rồi, chào các anh em.